Máy 57 không cơ khí và dọn sơn dàn chân cho anh trai nha. Đó, thì bây giờ nè, trước tiên là tất cả máy làm 57 hoặc là máy 62 bên mình hay là bảo trì máy Gin là anh em sẽ được quay clip như vậy và được nhân viên mình chụp ảnh lại coi ở trong từ cái vị trí là anh em sẽ được gắn cái gì trong đó nha. Trước tiên là thay một cái tay Uma và cặp bạc đạn mới, cân dên lại nha anh em. Đây, cặp bạc đạn dên mới, lồng trái bích tông là đúng hãng nha anh em, không có mua linh kiện nha. Tại vì cái lồng 57 này là nó có hàng linh kiện nữa, thì trên dưới một đồng, chính xị dưới một đồng mà, nhưng mà mình không bao giờ mình gắn mấy lồng đó nha anh em, nó không có ngon. Với lại nó chênh lệch cũng không nhiều á, lồng này hẻn á, luôn bạc trái ắt khoe gà đồ kia có 1 triệu mấy anh em ha. À, rồi 4 cây xúc bắp, mình thay 4 cây xúc bắp mới, tại vì 4 cây xúc bắp cũ nó đã rơ dưới cái rít theo thời gian rồi, thì xúc bắp này là mình thay xúc bắp rít leo, thân nó sẽ lớn hơn và nó ấm hơn, lại bù lại cái khoảng mà bị rơ cái rít này anh em ha. À, dưới xúc bắp cũ nó đã hao mòn, nó sẽ ấm hơn nha. Rồi à, miệng chảo đồ kia thì mình giữ nguyên. Nói chung là 57 không cơ khí, mình chỉ gia công xúc bắp lại cho anh em kính miệng là xài thôi, rửa sạch sẽ hết cho anh em. Còn nếu mà cục máy nào mà anh em muốn xử lý cát á, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn này là nhân viên mình rửa dầu thôi nha anh em. Đây, rửa dầu nguyên cái lốc giữa luôn cho anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ ấy đi, nhớt đồ kia lại xong rồi mới ráp nha anh em. Bên mình nó ráp máy lúc nào cũng có những cái mỡ bò này của Mỹ, là khi mà ráp lên những cái bạc đạn dên, bạc đạn cò, rồi luôn cả cam đồ kia với đuôi bích tông vậy cho anh em. Tại vì khi mà nổ máy lên mà nhớt nó chưa lên kịp á, thì cái này nó sẽ có một cái khoảng thời gian để nó chưa có nhớt nuôi, thì cái này nó sẽ tan vô nhớt luôn liền sau khi mà anh em nổ máy nha. Đó, rồi bạc ắt khoe gài đồ kia tất cả là riêng hãng hết nha anh em. Rồi cam thì mình sử dụng cam bên mình đó, hồi đó giờ là cam với lò xo đầu hép Nhật nè. Đây anh em thấy cam, phôi cam mỏng rất là đẹp nha. Đó, và đi 57 không cơ khí là đi bình xăng Boezin vẫn được, là mình đã có nhiều, rất là nhiều clip đã test cho anh em từ xưa giờ, cây cam này đi rất là ok nha. Lò xo nồi thì mình đi lò xo nồi từ 4 lò xo Zin, mình tăng lò xo nặng lên thôi, đế Zin 4 lò xo thôi ha. Đế Zin mình thích đi vô máy xe Zin 57 này. Mặt nhôm thì mình vớt lại cho anh em nè, mình vớt lại cho anh em. Đó, nói chung là từ máy 62 Zin Zin mà đi phố, hoặc là từ máy 57 không có đi phố, rồi máy Zin đi phố, là mình thích đế nhôm Zin mình lên 4 lò xo nặng thôi, hơn Zin một chút xíu là ok, nó nhẹ nhàng, nó ngon nữa anh em. Đó, còn nếu mà anh em vớt cái này thì anh em nhớ chú ý nha. Đây, cái khi mà cái bố mà nó vô đây nè, mà anh em vớt nhiều quá, cái này nó sẽ có một cái đường chặn ngay đây, thì bố sẽ không có ăn được cái mặt nhôm vớt này. Cho nên là mặt nhôm này chỉ vớt được ít thôi nha anh em. Nếu anh em vớt 2-3 lần mà lỡ vớt xuống sâu quá thì là mặt nhôm nó không xài được nữa. Là mặt nhôm trước thì có thể xài lại được, chứ mặt nhôm trong này là không xài được nếu vớt quá sâu nha. Đó, rồi cao su nồi đồ kia mình sẽ tán lại cho anh trai. Rồi mình thay nhớt nước mát đầy đủ nè ha. Rồi lá sắt mình thay lá sắt là lá sắt chống nhiệt, khi lên nhiệt độ cao đồ kia nó không ăn bố nha. Rồi bố thì mình sử dụng một là bố Red Leo, hai là bố Rin hãng ha. Thì giá thành á, thì nó có thể mắc hơn mấy dòng 400 mấy chục ngàn, nhưng mà anh em muốn cục máy không có bị sự cố thì anh em nhớ cái vấn đề bố ga bả là nó sẽ lấp nguyên cục máy nha. Thì cái bố này là mình tin tưởng mình xài với bố Rin ha. À, lên cái nắp đầu luôn anh em. À, nắp đầu này tâm mưa lên cho nó đẹp gọn, tại vì mình đi dây xăng trực tiếp đồ kia với bình xăng á. À, thì mình đi mình đi với cái nắp đầu này cho nó gọn ha. Rồi bây giờ anh em xem nè, cái xe này á thì mình sơn xi dàn chân nè. Đó, gấp bát đầu kia, tất cả nhân viên kỹ thuật bên mình đều có tham ở bò vô từng vị trí cho anh em sơn mâm Zin ha. Chủ xe này cũng cứng cứng tuổi cho nên là chỉ lên gù nè, bao tay nè, đó heo rồi đĩa thắng trước thôi anh em ha. Nói chung là lên sạch sẽ gọn gàng, không có dọn quá cầu kỳ nha. Còn dàn sườn ở trên thì sau khi mình ráp dàn chân với dàn máy, mình sẽ rửa full sườn lại cho anh trai cái nữa rồi mình mới ráp vô. Xe này nè anh em, thấy lấy sơn sơn xi dàn chân nè, chống đứng nè, ghép máy từ trong vị trí nhỏ nè, không có sơn sườn nha anh em, không có sơn sườn nha. Đó, từng cái bát lò xo đồ kia là xi rất là đẹp cho anh em ha. Cùi dĩa mình cũng có bắn cát lại cho khách hàng luôn. Đây đây, cùi dĩa mình có bắn cát lại cho khách hàng luôn ha. Đó, từng cục canh nó trong đây nè anh em. Để quay quay qua đây em nè, bát này mình có bắn cát cho anh em luôn. Rồi cục canh nhỏ trong đây mình cũng xử lý đẹp đẽ cho anh em, chốt khoe gài mình cũng xử lý hết luôn nha. Mấy ốc chốt nè, ốc dầu nè, ha, dây dầu Zin là mình có làm lại cho anh em luôn ha. Cho nên khi mà xử lý vậy thì nó rất là đẹp đó.
Rồi một cái điều kỹ nữa nè, anh em thấy ra luôn cả chân ben nè, máy này là có vị trí thì ha bỏ bò kỹ lưỡng cho anh em hết ha. Ben đạp đầu kia mình xử lý trắng lại cho anh em luôn. Rồi anh em nào có muốn dọn sơn si dàn chân thì nói chung anh em ít kinh phí, anh em cứ dọn sơn si dàn chân, anh em úp dàn áo vô là cũng đẹp rồi, khỏi cần sơn sườn, khỏi cần si full chi tiết ở trên cũng được nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em nào cần làm cứ việc liên hệ anh em mình nha. Bảo trì máy, có giao nhận xe tại nhà, có bảo hành, có sơn si dọn full kiển cho anh em luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.